Bài sợ đâu? Tôi đây ông ơi. Mày ở nhà, mày làm cái gì mà để gà nó tẹt ra đây? Để ông mày giống mày hả? Cha vào mặt mày giờ. Nhưng mà nó lắm, ta phải đánh cho nó chưa? Hẹn là hẹn thế nào? Mày còn đứng đây à? Tôi đã bảo rồi, là lão là tôi đánh cho. Tôi nói thật với ông nha, con vợ của ông ấy nó còn quá là hiền đấy, cứ gặp con vợ tôi, con vợ cái nhà tôi á là xong đời luôn rồi. Ông nhớ hôm trước tôi lỡ uống rượu say, xong rồi vào cái quán massage đầu làng ấy, gọi bọn em Trang ơi, em Thủy ơi, ra đây đấm bóp massage cho anh. Mình chẳng biết thế quái đâu, bà vợ bảo hú từ đằng sau, bà cứ như mày mày người với cùng mày rồi, với tôi có tí nữa mày mớ tôi bị tránh được không là nó đỏ theo mà. Trời ơi, là thật là ông sờ vợ nó hẹn hẹn nó hẹn chứ nào, đàn ông sờ vợ là sao, đàn ông mà đánh vợ đàn hoang cửa nhà như thế ông à, gớm sờ gớm. Úi, bà đến đấy, có gì đừng đừng bảo tôi đây nhá. Nè, tôi ở chỗ này. Ông Bảy ơi, ông ở đâu rồi? Sao không ở nhà cơm nước đi rồi còn bát xác đi đâu? Bà Bảy đấy à, bà đi đâu mà xong mà nhà tôi ủng hộ thế kia? Tôi xong đây để hỏi có ông Bảy tôi ở nhà này không? Có à. Không, có. Thế là có hay là không? Không. Không ạ. Ông với ông tôi suốt ngày rượu chè, rủ nhau rượu chè, hở ra một tí là rượu chè, hôm nay mà không gọi nhau rượu chè. Mà tôi nói cho ông biết nhá, từ nay về sau đừng có gọi ông Bảy nhà tôi uống rượu, lô đề cờ bạc nhá. Này, ai rủ chê? Ai cờ bạc? Ai rượu chè? Này, chính là ông ấy! Ông ấy! Đúng là cái đồng bô ti sư! Người quần quạt cái! Ra đi ông ơi! Về rồi! Ui, nó chuột rồi à? Về rồi! Ui. Còn vợ của ông nó láo! Thì phải tôi à! Nó đoạn! Thôi, ông nữ thần phận! Các bà nói đúng đấy! Đúng là đúng thế nào? Dù gì mình cũng là cái nóc nhà! Nóc nhà ông nói thật nha, cái nóc nhà tôi ấy nó rột lâu rồi mà thôi không nói chuyện nữa. Sáng nay tôi hỏi thì ông gì dạo này ông có hay ngủ mơ thấy số đề không? Ôi giời, tôi chả mơ cái gì cả, đánh toán trượt thôi à. Mà ông nói tôi mới nhớ, hôm qua tôi nằm mơ tôi với ông ngồi quán bà nụ rớt đa đầu làng chén hết 3 lít đi ông ạ. Ông nói cái gì? Ông mơ thấy bà nụ mà lại còn hết 3 lít rượu. Ui, quả này tôi với ông chúng to đấy. Ông ơi, biết một tháng trước tôi say rượu về thế quái rồi. Năm ấy, bà nụ thì năm nay bà mới 65 tuổi, thì hôm đấy tôi đánh con 64, 65. Cuối cùng tối đến nó lại trúng cả lô lắm nề không ạ. Và kiểu này nhé, tối nay là ông cứ phải phang cho tôi 64, 65, nam tiến nữ lùi, à quên, thêm cho tôi con 03, 30, 56, 65, 46, 64, đó thật. 03, 30, 56, 65, 46, 64, úi dồi. Tối nay ăn chắc chứ ông ơi. À, mà ông còn đồng nào không? Cho tôi vay mấy đồng. Trời ơi,
tôi nói thật với ông nhá, sáng ấy tôi phải trốn vào nhà tôi ra, tôi móc đi con lợn đất của thằng Quân Tí được 30-40 bạc, tôi ra cho lỡ ra đầu làng ấy, tôi lại đi mất mấy con lợn về rồi, kiểu gì tối nay anh em mình trả gỡ lại đúng không? Thôi bây giờ tôi khuyên ông này, ông về ông xem cái nhà ông ấy, xem còn có gì bán được, hay là tầm tặng cho nó ấy cắm đằng nào tối anh em mình lại gỡ, chúng quả này thả hồn ăn chơi nhé. Ông nói tôi mới nhớ, nhà tôi có con gà mái mơ mới đẻ được chục trứng, để tôi về tôi mang ra chợ biết đâu được mấy đồng ông nhỉ. Ui đúng đúng đúng, làm luôn đi nhá, loại trứng à, o trò thế quả chứ. Buông nha này, 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 này ôi trời ơi, sao cái đời tôi nó khổ thế này à trời ơi. Chồng người ta thì lo cho con gia đình sung sướng hạnh phúc, còn chồng tôi thì chẳng chịu chăm lo, suốt ngày ra đọa vào cờ và kiệu chè bê tha, đi cùng bạn cùng bè, về đến nhà thì chửi mắng đánh đập bờ con, nào là đẻ toàn cái lũ bị trời. Trời ơi, sao cái chỗ tôi nó khổ thế này à trời. Sao cái đời tôi nó nghiền ngặt nó thế này à trời ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi nhỉ? Dạo này bố suốt ngày rượu chè cờ bạc, rồi về nhà đánh đập, bỏ bê vợ con. Cảm thương mẹ bao nhiêu thì lại càng ghét bố bấy nhiêu. À, cái con trai này tao đẻ cho mày lớn, tao nuôi mày lớn, thế chứ bây giờ mày ghét tao hả? Nhưng bố thử nghĩ lại xem, suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi về nhà đánh đập vợ con, bố xem như thế có xứng đáng làm bố nữa không? Con này láo, mày có tin là tao tát vào mặt mày không hả? Bố tát, bố giết chúng con đi, con ghét bố. Good, mày good. Bố ơi, mẹ đi đâu viết thư để lại này, bố đọc đi. Anh Sáu, em biết trước đây anh vốn là người chồng, người cha hiền lành, chăm chỉ. Nhưng từ khi bị tai nạn, anh bỏ bê công việc, bị bạn bè rủ rê, khích bác. Anh đã thay đổi tâm tính quá nhiều, xa vào cờ bạc, rượu chè, bê tha, rồi về đánh đập, hắt hủi vợ con. Em khuyên nhủ nhiều lần nhưng không được. Em xin lỗi, em không thể chịu đựng mãi như thế này được nữa. Sau khi em ra đi, em mong anh sẽ yêu thương, dạy dỗ các con, đừng đánh đập, hắt hủi các con mà tội nghiệp. Các con của mẹ, mẹ biết là mẹ có lỗi với các con nhiều lắm, nhưng mẹ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mẹ ra đi thì mới có thể thức tỉnh được bố của các con. Mong các con trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù không có mẹ ở bên, cũng luôn phải cố gắng sống tốt. Xin anh và các con ngàn lần tha lỗi, vĩnh biệt. Không, mẹ ơi! Mình ơi! Ui, đưa hóa vào nhà cùng chút. Mẹ ơi, sao lại... Mẹ ơi! Mình ơi! Mình là cha không thế này? Mình ơi! Mình tỉnh lại đi Mình! Tỉnh lại đi chị ơi! Sao lại dạy cái rồn thế chứ? Ôi sao không để cho tôi chết đi? Tìm đến không chết thế này chứ? Dạy qua đi rồi! Vừa nãy chúng tôi đi qua ngoài bờ,
sáu định làm chuyện dài rồi. May mà chúng tôi tới kịp, chứ hậu quả không thể tưởng tượng được các bác ạ. Đúng thế đấy. Kiểm mình, lỗi là tại tôi mình à. Anh Sáu, tôi biết trước đây anh không như vậy, nhưng do hoàn cảnh anh chán nản, giận cá chém thớt, sinh ra là bạo lực gia đình. Nhưng mà anh cũng không nên là đổ lỗi cho số phận, mà phải có ý chí và nghị lực lên chứ. Mà anh ấy đủ nghe những lời khích bác bên ngoài mà về đánh đập vợ con. Tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Tôi xin chị đừng báo chính quyền để xử phạt tôi chị nhé. Tôi biết những hành vi mà anh đối xử với vợ con chính là bạo lực gia đình, là vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình. Tùy theo mức độ mà bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật nữa đấy mà. Đừng có đùa với luật. Bà nha, bà có ngày đánh đập tôi có ngày một phát một đứa bà ra để chứng trị. Nhân đây, tôi cũng khuyên anh Sáu và anh Bảy và tất cả chúng ta hãy tránh xa tệ nạn xã hội cờ bạc, lô đề, rượu chè. Vì cờ bạc, lô đề dẫn đến ăn thua, bán cửa bán nhà, gia đình tan nát. Còn rượu chè thì dẫn đến say xỉn, không làm chủ được bản thân, về nhà chửi bới đánh đập vợ con là sinh ra bạo lực đấy các bác ạ. Vâng, bà, tôi cũng biết lỗi rồi. Từ bây giờ tôi sẽ không lo đâu vừa cờ bạc rượu chè lái đú hay massage nữa. Nhớ đi nhá. Ông Sáu này, thôi anh em mình đều là người có lỗi cả, thì từ nay anh em mình cố gắng phấn đấu sửa đổi, cố gắng thay đổi bản thân, đừng có thử lao đầu vào cờ bạc rượu chè nữa ông nhá. Vâng. Anh Sáu, anh biết lỗi là tốt rồi, vậy anh vào với chị và các cháu đi. Kiện mình. Mình ơi, tôi biết lỗi của tôi rồi. Mình cho tôi xin lỗi. Từ nay tôi xin hứa, tôi sẽ không rượu chè cờ bạc lô đề. Tôi sẽ tu chí làm ăn, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình. Tôi xin hứa. Tốt quá, vậy từ nay gia đình mình phải sống thật hạnh phúc bố mẹ nhé.